top 10 TikToker có lượng follow cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Giữ vị trí top 10 đó là Lê Thị Khánh Huyền, sở hữu trên 7,7 triệu người theo dõi, sở hữu khuôn mặt xinh xắn. Bạn nữ sinh 2004 này đốn tim vô số người bởi những clip ngắn cực dễ thương. Vị trí top 9 đó là Nguyễn Thị Phương Thảo, sở hữu gần 8 triệu người theo dõi. Hot TikToker đốn tim mọi người bởi vẻ đẹp trong trẻo, biểu cảm đa dạng và nụ cười dễ mến. Vị trí thứ 8 đó chính là Đoàn Quốc Thành, với hơn 8 triệu người theo dõi. Chàng trai sinh năm 2000 được xét là có gương mặt điển trai, với chiều cao 1m75, nhưng lại rất lầy trên mạng xã hội. Giữ vị trí thứ 7 đó là Ngô Thủy Linh, sở hữu hơn 8,3 triệu người theo dõi, sở hữu gương mặt kẹo ngọt. GN Singo là cái tên đang được cộng đồng mạng chú ý. Những video sáng tạo của cô nàng đa phần là các tình huống thu hút người xem. Vị trí thứ 6 đó là Võ Thành Ý, với gần 9 triệu người theo dõi. Ý nhận được sự ủng hộ của nhiều người do sự hài hước của bản thân mình khi hóa trang vào một nhân vật có tên là Mẹ Cám. Vị trí thứ 5 thuộc về cô bạn Tường Vi, sở hữu trên 9,3 triệu follow nhờ những video tình huống hài hước. Đồng thời cô nàng cũng đang xây dựng một kênh YouTube riêng của mình. Vị trí thứ 4 đó chính là Diễm My, với gần 11 triệu người theo dõi. Diễm My từng chia sẻ đam mê lớn nhất của mình chính là trở thành diễn viên và trong tương lai sẽ cố gắng hơn nhiều nữa. Giữ vị trí thứ 3 đó là chàng trai Nguyễn Văn Tài, với lượng follow hơn 11,2 triệu. Trước khi biết đến là hot TikToker như hiện tại, cậu bạn này từng làm vô số nghề như làm thời vụ tại một công ty, nhân viên tại quán nước. Vị trí á quân thuộc về Trà Đặng. Trà Đặng sở hữu lượt follow khủng nhờ những màn biến hóa đi vào lòng người của mình. Và cuối cùng, người có lượt theo dõi cao nhất TikTok Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại không ai khác chính là Linh Barbie, với gần 17 triệu người theo dõi. Cô nàng sinh năm 1996 luôn có sự đầu tư về nội dung, bắt kịp các trào lưu và mỗi sản phẩm làm ra đều mang đậm dấu ấn cá nhân, hướng đến một cộng đồng trẻ trung, năng động, sống tử tế. Bạn có yêu thích ai trong 10 người này hay không? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!